Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, là do tác động của không khí lạnh mới kết hợp với đới gió đông di chuyển từ biển vào, nên từ nay tới hết ngày 31 tháng 10, nó sẽ gây ra mưa to đến rất to ở các tỉnh Trung Trung Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Với các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đến Quảng Trị, mưa đã bắt đầu ngay từ đêm qua và kéo dài đến khoảng ngày 31 tháng 10. Với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm. Còn đối với các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra đến Thanh Hóa, được xác định là tâm mưa lớn lần này với tổng lượng mưa từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10. Ước tính phổ biến đạt từ 200 tới 400 mm, có nơi trên 450 mm. Trong đó mưa lớn sẽ xảy ra dồn dập trong các ngày 29 và 30 tháng 10. Cảnh báo các sông đầu nguồn ở Hà Tĩnh hay là Quảng Bình sẽ có lũ cao từ báo động 2 đến báo động 3. Nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 24 tới 27 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Định là từ 27 tới 29 độ. Từ 30 đến 32 độ sẽ là ngưỡng nhiệt của các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn những cơn mưa lớn do áp thấp nhiệt đới. Vì thế mà trong hôm nay trên cả hai khu vực này thời tiết ổn định trở lại, trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 28 tới 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ là từ 32 tới 33 độ. Ở phía Bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường và lệch đông xuống nước ta. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Đông Bắc Bộ và cả các tỉnh thành thuộc phía Tây Bắc Bộ, khiến cho các khu vực này từ chiều nay trở đi cũng sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng cuối mùa, và dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài sang tới tận ngày 1 tháng 11 với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 tới 200 mm, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Bắc cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ dao động trong ngưỡng từ 25 tới 27 độ. Các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn, dao động từ 26 tới 28 độ. Từ ngày mai thì khi nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm, trời se lạnh vào ban ngày và rét nhẹ về đêm. Trên biển, sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Nam Trung Bộ, thì dự báo trong 10 ngày tới, Biển Đông ít có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới mới. Dự báo xa, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện từ 3 tới 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 2 tới 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Vì vậy, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn cần phải đề phòng với các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong năm tháng 11. Ngoài ra thì không khí lạnh có xu hướng tăng cường trong các tháng chính đông, rét đậm rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ tháng giữa tháng 12 năm nay cho đến tháng 2 năm 2022.